Thưa quý vị, qua 2 năm thực hiện đề án số 03 ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi đảng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, linh hoạt và sáng tạo của cấp ủy tổ chức đảng địa phương, cơ quan đơn vị đã góp phần kéo giảm tình trạng đảng viên bị xóa tên, xin ra khỏi đảng. Nhiều mô hình mới cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ động viên giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện như mô hình hỗ trợ vốn cho đảng viên là bộ đội công an xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2022-2025 tại huyện Dương Minh Châu, mô hình góp vốn hỗ trợ đảng viên của thị xã Hòa Thành và huyện Tân Biên, mô hình nhà đồng chí của huyện Tân Châu, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có tư tưởng ổn định, gương mẫu về đạo đức lối sống, gắn bó với tổ chức đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua 2 năm thực hiện đề án 03 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, toàn tỉnh có 232 đảng viên bị xóa tên sinh ra khỏi đảng. So với mục tiêu đề ra trong đề án là phấn đấu đến năm 2025, kéo giảm ít nhất 50% số đảng viên bị xóa tên và sinh ra khỏi đảng so với nhiệm kỳ 2015-2020. Toàn tỉnh đã kéo giảm được 64,95%, trong đó đảng bộ Bến Cầu kéo giảm cao nhất với 90,48%.